Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại tiếp tục gửi đến cho các bác một video mới giới thiệu cho các bác đến 8 bộ sản phẩm tiếp theo. Thì toàn những đồ sản phẩm rất là hot trên thị trường, vừa chơi hay, bày đẹp. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con tappe đến từ thương hiệu của Yamaha, một trong những dòng rất là hiếm có luôn các bác nhé. Yamaha thì luôn luôn thế mạnh về những đồ âm thanh cổ, mà các bác nào đang sở hữu những bộ âm thanh Yamaha mà ghép những con này thì là tuyệt vời luôn. Mặt phay nhôm trắng, hai đồng hồ vu trắng tinh khôi mà sử dụng đèn xanh rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, sử dụng đèn xanh rất là đẹp. Cơ cấy thì phải nói là cực kỳ ngọt ngào luôn này. Đấy, chạy rất là ok luôn và chạy rất là hoàn hảo luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ thì em bao zin bao đẹp luôn cho các bác nhé. Chạy cực kỳ êm ái, cơ thì phải miết bản rồi. Đấy, hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn, rất là chất lượng. Đấy, các bác nhìn nhé, toàn bộ là đẹp xuất sắc này, từ sassy này, riêng bên máy của Yamaha làm thì nó là chấm hết rồi. Đấy, rất đặc trưng và rất hay. Con này này, cơ cái vàng chóe luôn, đậm chất cổ. Mà con này phải nói em không nghĩ nữa, những dòng Yamaha cho âm cực kỳ là hay luôn các bác nhé. Dòng NS series, con này có model là TC-3 các bác nhé. TC-3 từ đít đáy mà nó đẹp như mới tinh luôn này các bác nhìn nhé. Không khác thì vừa khui thùng xốp, sassy 7 màu đẹp kính con luôn. Đấy, chất âm rất là hay mà nghe hay, trưng bày đẹp. Riêng con này các bác có thể làm rè hai volume để điều chỉnh cho hai kênh nhé. Các bác có thể sử dụng nó như một con rè. Đấy, sử dụng nó như một con rè luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, rất là đẹp. Ở đây thì nó có một đường vào thì các bác cắm điện thoại hay là cắm tivi xuống đây. Đấy, còn đây là đường ra. Đấy, các bác ra đường ra thì từ đây xuống âm đi chơi. Các bác chơi nó qua chơi như một con rề luôn, đẹp mỹ mãn, mặt phay nhôm trắng, cơ cấy thì đẹp miễn bản rồi này. Đấy, cơ cấy thì miễn bản rồi. Đấy, ngay cả ở đây nó có điện rất là đẹp nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, điện sáng rất là đẹp luôn, một phong cách chơi hay bày đẹp. Và hôm nay em Tuyến để cho các bác với một con tappe của Yamaha TC-3. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với, nhưng ngày mùng 1 thì Tuyến để cho, bình thường em đang bán con này trên 2 triệu, hôm nay mùng 1 đầu tháng em Tuyến xả giá để cho các bác ấy một cái giá để lấy mai nằm chỉ có 1.500.000 đồng nhé. Các bác nào nhanh thì còn, chậm thì hết. Một con tappe tuyệt đẹp luôn mà size to rất là đẹp luôn, phải nói là cực kỳ đẹp, với mức giá chỉ có 1.500.000 đồng. Tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con đầu giải mã quả đờn nông mặt vàng gold rất là đẹp. Con này có model là DMD 1500 các bác nhé. DMD 1500. Đấy, con này các bác giải mã thì các bác chỉ cần ấn đây, bình thường nó như này thì các bác chỉ cần ấn rec này cho em này. Đấy, là nó ở đây thì nó có cổng giải mã Atanoc này. Đấy, cổng giải mã Atanoc này, Cosi này và Opticap này. Đấy, rất là tiện để cho các bác chơi. Máy móc của đời nông nó làm thì em nghĩ là cũng không cần phải quảng cáo bởi vì nó quá chất lượng. Ở đây thì nó có cổng Cosi và đường tín hiệu vào đây nhé, đường tín hiệu vào thì từ TV các bác giải mã xuống đây cho em. Đây là chỉ có bụi bản bản thôi, còn nó đẹp xuất sắc. Còn điện thoại thì các bác cắm từ đây và ở đây là nó xuống âm đi của các bác nhé. Dòng này thì giải mã chuẩn 24 bit các bác nhé. Đấy, giải mã chuẩn nha luôn, nên là riêng đồ này nó giải mã thì miễn bàn rồi, 1.500 ngày 27 đẹp. Và với mùng 1 đầu tháng hôm nay em Tuyến cũng để cho các bác với mức giá là chỉ có 2.500.000 đồng nhé. 2.500.000 đồng em tặng cho các bác một cái cuốn băng trắng để cho các bác ghi những cái gì mà các bác muốn. Đấy, băng này băng trắng nhé. Đấy, các bác có thể ghi lại những bài hát nào mình thích. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, rất là đẹp và rất là chất. Riêng con này như nháy nhó thì miết bàn rồi, buông tay là đọc rồi. Đấy, cơ cái thì miễn bản, đẹp miễn bản. Với mức giá hôm nay em Tuyến đầu tháng để cho các bác với mức giá một con đầu giải mã như này với mức giá chỉ có 2.500.000 đồng. Đấy, 2.500.000 đồng, toàn bộ đẹp xuất sắc luôn. Đấy, và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ni đờ nông. Con này có model là PMA 300Z, dòng chạy sò Motorola chân vàng các bác nhé. Đấy, sò Motorola chân vàng, một trong những dòng để đánh chuyên trị những dòng loa AR2, AR3, AR4. Đấy, và đặc biệt là đánh những dòng loa Adivan cực kỳ là hay luôn. Đấy, con này chuyên trị những dòng loa ADR. Đấy, AR nong nước đầy đủ các bác nhé, với thiết kế rất là đẹp luôn.
với thiết kế cực kỳ là đẹp, đời đàn ông 300Z đời chữ đỏ, và cho chất âm rất là hay, bởi vì con này nó sản xuất cái cả tụ tiếc các cái, toàn bộ là tụ xin sò đồ quấn ấy nhá, Enna nhá. Đấy, tụ trắng Enna. Đấy, toàn linh kiện của nó mạ vàng, những con đèn thúc là đều được mạ vàng 100% nhé. Chuyện đấy là dòng này sòng sò sò chung đời Motorola chân vàng đây. Đấy, để các bác tìm được một chất âm ngọt ngào như con này thì rất là ít có luôn. Đấy, con này chơi những dòng loa AR thì miễn bàn, đánh hai cầu loa A và B. Đấy, trở kháng đánh từ 8 ohm. Với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi, con này với tình trạng là đẹp xuất sắc các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, đẹp xuất sắc luôn. Từ mặt mũi là con này cho chất âm rất là hay. Và với mùng 1 đầu tháng, bình thường em đang bán với giá là 3 triệu 8, 4 triệu. Hôm nay mùng 1 đầu tháng, em Tiến để cho các bác với mức giá chỉ có 3 triệu 200 nghìn đồng luôn nhé. 3 triệu 200 nghìn đồng cho một con âm leader nông 300Z đời chạy sò Motorola chân vàng nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, chân vàng, Motorola chân vàng luôn nhé. Đấy, toàn bộ linh kiện mạ vàng của nó này, rất là đẹp và rất là chất lượng luôn, chất âm rất là hay. Nghe những dòng loa cổ thì châm hết luôn. Đó. Và tiếp đến em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly Pioneer, dòng này có model là QA80. QA80, con này nó sử dụng một mặt vàng gold rất là đẹp luôn các bác nhá. Và ngay cả những cái núm của nó đây, rất là đẹp. Đấy, được mạ vàng rất là đẹp luôn. Con này thì phải nói là cực kỳ chất lượng, các bác nhìn chassis của nó vàng ươm luôn này. Đấy, toàn bộ là chassis vàng ươm, đít đáy không có rung rỉ bất kể một chỗ nào luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, con này nó sở hữu cho mình là hai cầu loa, mà các bác đánh bốn loa riêng biệt luôn cho em nhé. Các bác đánh có thể liền lúc là bốn loa riêng biệt, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Ở đây nó nhiều, rất là nhiều dắt kết nối, có cả cổng rê, cổng power đây các bác nhé. Đấy, rê power thì các bác chỉ cần gạt cho em một nước gạt này là ok. Đấy, các bác sở hữu rê power ở đây rất là tiện luôn. Đấy, đấy, nằm rê nằm bao thì các bác chỉ cần gạt cho em một nút gạt đây là ok, rất là tiện. Và con này với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, ưu điểm của con này nó sở hữu cho mình là 8 sò sắt của Toshiba chữ đỏ nhé các bác nhé. Đây các bác nhìn nhé, 8 con sò sắt Toshiba chữ đỏ, nhìn đã đủ đã mắt rồi. Chơi con này rất là phê, bởi vì đánh những dòng này nó, em nói luôn là con QA80 này là nó chạy dòng suất âm tụ các bác nhé. Đấy, từ các cạnh của nó này cũng đẹp miên man luôn, đẹp mỹ mãn luôn, hai hồi gỗ hai bên đẹp mỹ mãn luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, mà nó đánh được rất là nhiều loa, thoải mái cho các bác đánh. Dòng này là dòng xuất âm tụ, đây là tụ nọc nguồn và đây là tụ xuất âm của nó, nằm bên dưới để hết các bác nhé. Đấy, bốn quả tụ xuất âm. Đấy, riêng những dòng xuất âm tụ thì luôn luôn phải có tụ xuất âm, chứ không phải nói là thích nói là dòng nào là xuất âm tụ là xuất âm tụ. Đấy, bởi vì những dòng xuất âm tụ này cho chất âm rất là mềm mại, nghe rất là đã, chất âm rất là sạch. Đấy, người ta ví những dòng này nghe như âm ly đèn, nhưng mà đặc biệt là tiếng bát tiếng chét của nó rất là nổi. Đấy, nó nổi hơn như âm ly đèn là bát chét nó rất là nổi. Con này nâu nớt đầy đủ các bác nhé, nâu nớt đầy đủ, 8 con sò quả Toshiba chữ đỏ. Đấy, các bác nhìn thấy đủ đã mắt luôn. Riêng con này thì nó là cực kỳ chất và rất là đẹp luôn, vỏ gỗ cực kỳ là đẹp luôn nhé. Và với mùng 1 đầu tháng, bình thường em đang bán là 5 triệu rưỡi. Hôm nay mùng 1 đầu tháng em Tiến để cho các bác với mức giá chỉ có 5 triệu đồng nhé. 5 triệu đồng cho một con Omni Quia của Pioneer, 8 sò sắt của Toshiba chữ đỏ nhé. Con này chất âm thì nó còn, em nói, em dám khẳng định là nó còn hay hơn là so với lại 7.800 mắc đôi. Đấy, từ toàn bộ sắt si đít đáy không có rung rỉ bất kể một chỗ nào luôn các bác nhé. Đấy, đít đáy không có rung rỉ. Ở cái chỗ này bên Nhật người ta dán cái băng dính vào đây nhé. Đấy, bác nào không thích thì nộp ra. Đấy, nó dán mấy cái băng dính này, đây băng dính này, đó, rất là đẹp luôn, toàn bộ là em bao zin bao đẹp xuất sắc. Con này thì công suất của nó là một tiêu thụ là 110W, nhưng mà công suất ra loa thì cực kỳ lớn luôn các bác nhé, bởi vì những dòng là điện 100 thì bao giờ công suất tiêu thụ nó cũng rất là nhỏ. Đấy, đây các bác nhìn cái biến áp to khủng bố này thì các bác biết là công suất nó như nào. Đấy, với mức giá chỉ có 5 triệu đồng cho một con âm ly tuyệt đẹp luôn, nghe hay bày đẹp nha các bác nhé. Đấy, nghe hay bày đẹp. Và tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con đầu CD, dòng 3.3 ESG của Sony các bác nhé. Đấy, Sony thì quá nổi tiếng rồi, bởi vì những dòng Sony thì tiếng Trung tiếng Czech của những dòng đầu CD thì nó rất là hay. Đấy, con này tình trạng là có cả tặng cả khiển luôn để cho các bác chơi nhé. Dòng 3.3 ESG là những dòng hết số của 3.3 rồi.
ESG nó là đời cuối rồi các bác nhé. Đấy, con này thì em đảm bảo mắt mũi thì miễn bàn rồi. Những dòng mắt từ này thì buông tay là đọc luôn này các bác nhé, đĩa quay là đọc luôn này, em bấm cửa này, này đấy, buông tay là đọc luôn. Các bác có bấm bài nào chăng nữa, đây kể cả các bác có bấm có đến bài 8 này, buông tay là đọc luôn này. Đấy, nó rất là nhanh, có thể nói là đọc như ăn cướp luôn. Đấy, em bấm luôn bài 1 này. Đấy, các bác nhìn nhé, bấm số nổi lên đã là đọc luôn. Riêng con này thì phải mỹ mãn rồi. Đấy, nó sở hữu cho mình hai biến áp riêng biệt, một biến áp cho phần cơ và một biến áp cho phần phần tiếng các bác nhé, nên là nó rất là hay, nó không bị nhiễu tạp. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi, đẹp xuất sắc luôn. Dòng ESG này luôn luôn được đánh giá rất là cao. Thứ nhất là về thiết kế đẹp mà chất âm hay. Đấy, bởi vì những dòng khác thì lại cửa nạch, còn con ESG nó là phiên bản cuối thì nó cửa chính giữa, nên là các bác nghe hay bày đẹp luôn nhé. Đó, con này thì thị trường cũng bán cực kỳ là cao. Hôm nay mùng 1 đầu tháng thì em Tuyến xả giá để luôn cho các bác với mức giá là chỉ có 3.900.000 đồng nhé. 3.900.000 đồng cho một con đầu CD Sony 3.3 ESG luôn nhé. Em đảm bảo con này thị trường luôn luôn nó bán 4.500.000 đến 5 triệu trở lên chứ không bao giờ dưới. Nhưng mà với em Tuyến hôm nay mùng 1 đầu tháng em Tuyến xả giá để cho các bác chơi với mức giá chỉ có 3.900.000 đồng, bảo hành mắt cho các bác 2 tháng luôn nhé. Đấy, cơ cái ra vào cực kỳ êm ái luôn. Đấy, riêng mắt mũi thì đĩa sao chép đĩa nào chơi cũng được, riêng những con này em đảm bảo đĩa nào cũng chơi cũng được. Đấy, đảm bảo chỉ cần buông tay là đọc, không cần phải chờ lâu. Đấy, riêng con này mắt mũi thì miễn bàn rồi. Đó, và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly dòng Anh Quốc. Con này thì có thể nói là một model hay nhất và cũng là nổi tiếng nhất của Anh Quốc, dòng C3372 các bác nhé. Đấy, nó thiết kế rất là cao to và rất là đẹp, mà một cái màu nông chuột đặc trưng của thằng NAD. Con này chất âm thì mỹ mãn rồi. Đấy, và nó cũng là một model khủng nhé. Đời này là đời tụ trắng của Anh Quốc các bác nhé. Đấy, đời tụ trắng của Anh Quốc. Đấy, toàn bộ là tụ NAD luôn của hãng Anh Quốc luôn, thì nên là đồ nó làm miễn bàn rồi. Này các bác nhìn nhé, một cái biến áp ồn xuyến khổng lồ luôn. Ưu điểm của con này nó sở hữu cho mình là 16 sò đây các bác nhé, 16 sò và nó có cả những sò bù áp nhỏ bên ngoài này. Đấy, đây các bác nhìn nhé, mỗi một vế là 16 sò phét. Đấy, mỗi một kênh này là 8 này, 8 sò phét này. Đấy, 8 sò phét đại nhé, to khổng lồ luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, con này thì phải nói là cực kỳ chất lượng luôn, đẹp mỹ mãn này. Đấy, 8 sò phét này, mỗi một kênh là 8 sò, hai kênh là 16 sò, một trong những con hàng khủng nhất của NAD. Và các bác chơi những dòng này thì nó là miễn bàn rồi. Đấy, con này thì được sản xuất tại Anh Quốc nhé, và cũng là dùng cho thị trường Anh Quốc, nên điện của nó là 230V. Đồ Anh Quốc thì luôn luôn là dùng 230V. Đấy, con này thì chơi thì nó là miễn bàn luôn. Đấy, dòng này nổi quá nổi tiếng rồi. Con này công suất thì cực kỳ là lớn luôn các bác nhé, con này là rất là lớn. Đây, em nhân luôn công suất của nó cho các bác để cho các bác xem nhé. Đấy, 230 nhân với lại 2.3 a bằng, con này là cho công suất 529W các bác nhé, 529W. Đấy, đồ của Anh Quốc thì miễn bàn rồi. Đấy, NAD, dòng này được sản xuất và lắp ráp tại London. Đấy, London của Anh Quốc. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn. Con này với tình trạng về hàng bãi đẹp kính cong luôn các bác nhé, đẹp mỹ mãn luôn. Con nào thì tất nhiên là trong các mọi thương hiệu thì con nào cũng có con hay, con khủng. Đấy, thì con này thì nó là một model khủng quả NAD. Đấy, con này nó có thể sánh ngang lên tất cả những dòng, ví dụ là đầu bảng của các hãng khác, ví dụ những dòng của Sansui hay là Pioneer đều là những hàng khủng, thì con này thì nó cũng là một trong những hàng khủng của NAD. Trở kháng này thì đánh được từ 4 ohm trở lên các bác nhé, từ 4 ohm. Đấy, và ở đây thì nó ưu điểm con này thì nó có một cái ngõ rề ra để cho các bác chơi những con âm ly bao khác nhé, rất là tiện. Mà nó có cả volume điều chỉnh trong phần rề, hay là các bác chơi cắm súp thì các bác cắm luôn vào đây cũng rất là tiện. Đấy,
các bác cắm súp thì các bác cắm trực tiếp vào đây, một trong những con mà nó có phần rề riêng biệt để cho các bác chơi. Ngoài cầu chữ U ra thì nó có cả phần rề riêng ra nhé các bác nhé. Đây là nó có sở hữu cho mình một cái volume riêng cho phần rề này. Đấy, cổng này cổng rề ra 2 nhé. Đấy, cổng rề 1 thì sử dụng cho âm ly này, và cổng rề 2 thì nó lại sử dụng cho một con âm ly khác, hay là một con pau khác, hay là các bác cắm súp tùy các bác, rất là tiện. Đấy, một trong những hàng khủng rồi. Và con này tại thị trường bây giờ nói thật là cũng về đấu về cũng rất là cao. Đấy, ngay cả thị trường cũng bán rất là đắt. Nhưng mà em Tuyến với buổi sáng mùng 1 thì hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 12 triệu đồng nhé. Em đảm bảo con này không bao giờ các bác mua với giá là dưới 13 triệu, mà tại thị trường đang bán với giá là lúc nào cũng 14 đến 15 triệu. Chỉ ngang bằng với một con âm ly 7.800 mắc đôi mà các bác sở hữu cho mình một con âm ly Anh Quốc hàng châu Âu, dòng hết số luôn. Đấy, chơi con này thì quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Và con này nó các bác có thể tham khảo nhé, nó được ca ngợi ngay cả trên báo Việt Nam cũng ca ngợi về con này rất là hay, bởi vì chất âm con này rất là tuyệt vời, ít có đấy mà được đánh giá là rất là cao trên báo VN nhé các bác nhé. Đó, các bác có thể tham khảo ngay cả trên báo nó đã ca ngợi về con này thì các bác đủ hiểu nó chất như nào. Đó, một con âm ly của Anh Quốc với mức giá là chỉ có 12 triệu đồng các bác nhé. Đó, và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con đầu băng cối rất là chất. Đấy, con này phải nói là cực kỳ chất, dòng này dòng GX265D các bác nhé. Dòng GX thì luôn luôn nổi tiếng với chất âm rất là hay và dày dặn, mà con này phải nói là chất âm thì tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, các bác có thể nói về những dòng Akai thì nổi tiếng, nhưng mà dòng GX của Akai thì nó lại nổi tiếng hơn. Đấy, con này với tình trạng là đẹp mỹ mãn. Đấy, đẹp mỹ mãn rồi. Và con này nó phát hai chiều luôn nhé, dòng auto revert. Đấy, nghĩa là phát hai chiều. Đây, em sẽ thử cho các bác xem. Đấy, đây các bác quay chiều này đó, và các bác xích tốp lên, các bác quay chiều này cho em. Đấy, quay hai chiều các bác nhé. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Và đồng hồ vu rất là đẹp luôn, hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn. Các bác có thể sử dụng nó như một con rề cũng rất là tiện nha. Và dòng này thì quá nổi tiếng mà nó nặng dã man luôn. Con này nó nặng dã man bởi vì dòng này nó thiết kế mấy motor cơ. Đấy, Akai model 265D. Ở đây thì nó có một ngõ vào đây và ngõ ra đây, rất là tiện để cho các bác chơi điện thoại hay là chơi đầu CD hay là TV cắm qua đây cũng để sử dụng nó như một con rề. Còn ở đây là xuống âm đi, rất là tiện. Và con này thì em Tuyến dám khẳng định các bác là em còn chưa mở bất kể một con ốc nào. Đấy, đẹp từ góc cạnh luôn, mặt trắng rất là đẹp. Duy nhất là nó chỉ bị mấy cái lông chuột ở bên dưới đây, lông mèo lông chuột ở dưới đây, nên là hôm nay em Tuyến để cho các bác với một cái mức giá cực kỳ là yêu luôn. Hôm nay cũng là nhân ngày mùng 1, em Tuyến xả bằng giá nhập luôn. Đấy, thị trường đang bán 12-13 triệu, nhưng mà hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với một con Akai GX265D nhé. Dòng 265D các bác có thể tra trên mạng thì các bác biết 265D. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá chỉ có 10 triệu đồng. Em Tuyến sẽ tặng luôn kèm theo cho các bác một cặp băng của Sony nổi tiếng luôn, của Sony nhé. Đấy, một cặp băng của Sony. Đấy, một cái bộ xương rất là đẹp luôn. Đấy, bộ xương của Sony, băng của Sony, em Tuyến hôm nay em còn tặng kèm cho các bác một cuốn băng này luôn để cho các bác chơi. Đó, rất là đẹp và rất là chất. Con này phải nói là thu phát cực kỳ tốt luôn. Đấy, phát ra thì miết bàn luôn. Đấy, mặt phanh nhôm trắng tuyệt đẹp, trắng tinh khôi các bác chưng nghe hay bày đẹp, với mức giá chỉ có 10 triệu đồng cho một cái đầu băng cối tuyệt đẹp luôn. Đó, các bác có thể tham khảo trên Google giúp em. Đấy, hôm nay em Tuyến để cho các bác một cái mức giá cực kỳ là yêu. Cái toàn bộ này em Tuyến đều xả giá cho các bác ngay nhân ngày mùng 1 các bác nhé. Đó, con này thì chạy thì miết bàn rồi, tua đi tua lại thì quá ok, hoạt động hoàn hảo, không một lỗ nhỏ nào luôn các bác nhé. Đấy, hoạt động không một lỗ nhỏ nào luôn. Đó, và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly đèn. Con này thì có phải nói cũng là cực kỳ hiếm có, dòng quả nút man nhé, đời chữ ký nhá, dòng 38FD đời chữ ký của nút man. Những dòng đời chữ ký luôn luôn là rất là nổi tiếng các bác nhé, đời chữ ký này. Đấy, con này với tình trạng là đẹp xuất sắc này, các bác có thể xăm soi giúp luôn cho em này. Đấy, toàn bộ là vỏ zin theo máy mà mặt mũi không có chảy xước bất kể một chỗ nào luôn. Đây này, vỏ này
ngay cả nó chọn những cái vân gỗ của nó tuyệt đẹp như này. Đấy các bác nhìn nhé, một model cao cấp của Nutman. Dòng này thì cũng là rất là ít có luôn, mà các bác nghe những đôi loa hay thì không thể thiếu những con âm ly hay được. Đấy, toàn bộ này rất là đẹp. Và con này nó sở hữu cho mình một con rề đèn luôn nhé. Các bác sử dụng nó một con rề đèn cũng đã là giá trị rồi. Dòng 3T8FD này thì cực kỳ nổi tiếng luôn các bác nhé. Đấy, Nutman. Đó. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc. Công suất là 230W các bác nhé. 230W. Đó. Loa thì các bác đánh trở kháng từ 4 cho đến 16 ohm. Đấy, các bác đánh trở kháng nào thì các bác bật về trở kháng đấy nhé. Rất là tiện. Hai cầu loa. Đó, hai cầu loa luôn. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc rồi. Dòng này cực kỳ hiếm có luôn. Đây, em sẽ quay nội thất để cho các bác xem. Em sẽ quay nội thất luôn. Đến con âm ly đèn 38FD này thì nổi tiếng rồi. Bởi vì chất âm của nó quá hay. Đây. Nó hơi khó tháo tí này nè. Nó nặng dã man luôn các bạn. Đây, em sẽ quay luôn các bạn. Con này thì nó được đánh bóng 12AX7. Đấy. Nó nặng dã man luôn, con này mấy chục cân nên nó nặng lắm. Toàn bộ là phải đẹp xuất sắc. Đây các bạn. Một con những có luôn. Đây, bóng của nó đây. Và nó chạy bóng là 50 CA10 các bác nhá. Bốn bóng công suất 50 CA10. Đây là biến áp nguồn và đây là hai biến áp xuất âm, một biến áp nắn. Đấy. Toàn bộ tụ là tụ quả Enna hết các bác nhá. Đấy, toàn bộ tụ Enna hết. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn. Đây các bác nhìn nhé, từ sassi của nó còn cực kỳ mới luôn. Nó rất nhiều năm tuổi rồi mà nó còn mới kính cong như này thì các bác đủ hiểu sassi rồi. Đấy, toàn bộ mên máy này không có han gì bất kể chỗ nào luôn các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, sassi này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đến con này thì phải cứ nói cực kỳ đẹp mặt, không có chảy xước bất kể một chỗ nào luôn. Đáng để cho các bác sưu tầm, mà chơi những con này thì phải nói là chất âm cực kỳ phê luôn. Đánh thì em Tuyến đảm bảo cho các bác đánh con những con này thì cực kỳ phê luôn. Rất là hay và rất là ngọt ngào các bác nhé. Đấy, ngọt ngào chi tiết, dòng nâng cấp của dòng 38, dòng 38FD. Đó, đời chữ ký. Con này phải chơi thì biết bàn rồi. Các bác chơi các dòng loa tan noi hay là tất cả những dòng loa cổ đều hay các bác nhé. Đấy, những con này các bác đánh tan noi hay đánh những dòng loa cổ thì tuyệt vời luôn. Bởi vì con này cũng công suất cực kỳ lớn các bác nhé. Những dòng này công suất của nó trên 40W một kênh cơ. Thoải mái cho các bác chơi. Đấy. Từ núm niếc của nó này, phải nói là đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Không có một điểm trừ nào. Và em Tiến cũng báo giá luôn. Với con âm ly đèn Nutman 38FD thì bình thường em đang bán với mức giá là 23 triệu đồng. Hôm nay em ngày mùng 1 thì em Tuyến cũng để cho các bác với mức giá là 21 triệu đồng. Em bán xả giá luôn để cho các bác chơi nhé. Với mức giá chỉ có 21 triệu đồng. Em Tuyến dám khẳng định là không ở đâu rẻ hơn em Tuyến được nữa. Với một con âm ly đèn đẹp như này. Đấy, mà em Tuyến bán cho các bác với mức giá chỉ có 21 triệu đồng nhân ngày mùng 1 luôn. Để em lấy may. Đó, với mức giá chỉ có 21 triệu đồng nhé. Toàn bộ đẹp xuất sắc. Và em Tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 8 bộ sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969. Zalo của em cũng là số điện thoại của em. Địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và đối với tất cả các sản phẩm em vừa giới thiệu, đối với những sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em là tối thiểu là 500.000 đồng. Và đối với những sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10% giá trị sản phẩm để em gửi hàng cho các bác. Và toàn bộ giá em Tuyến vừa báo trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào alo cho em Tuyến để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến xin kính chào các bác.